Đúng anh đây, ở dưới này ba thốn là ba ngón tay là cái đăng điền, ba thốn nữa là một điểm, tức là một cái vòng tròn, cái tâm là cách ba thốn và cái bán kính bằng ba thốn quay cái vòng tròn cho tôi. Thì cái ra nó ra cái tâm như này. Anh sẽ thấy khí nó từ đó ra cái thành hồn chứ. Cái bài hôm nay anh thấy không? Cái đăng điền anh nó nằm đây nè. Anh về phải vẽ thì nó đúng anh. Anh vẽ rồi anh tập, anh sẽ thấy nó ghê lắm. Cái này thực hành rồi tôi thấy đây là cái đúng anh nè. Anh lấy cái này ba thốn là ba ngón tay, một hai ba ngón tay là cái tầm này, ba ngón tay anh á vì dài á, lấy tầm vẽ cái bán kính cũng bằng ba thốn ở ra bên đèn điểm, dưới đèn điểm, đèn điểm, cái này là gọi là đăng điền, cái là Trung Quốc nó gọi kệ cha, mình gọi theo nó. Cái đúng anh, để ra kẻ xuống thì cái chỗ này là nó khí của phổi nè, cái này là khí của gan. Bởi vậy anh thấy tôi những cái tôi chỉ anh là toàn từ thực hành chứ không có sách nào có đâu. Ở dưới là khí của thận nè, ở đây khí của tim ngay luôn, ngay đúng hay vậy đó, tập ngay đúng là chung của tim. Ngay đúng là khí của tim, nó để là ngay cái rũng đó. Bây giờ tôi sẽ cho cái điểm này nó phồng lên một chút đó, anh sẽ thấy cái đó thực hành đó. Anh làm sao chỗ đó cái mấy cái điểm này nó phồng lên một chút, tức là bên tay phải là gan. Đương nhiên gan làm đấy. Dạ. Bên tim phải là phổi. Nó hay lắm, khoa học lắm. Dạ, còn tì chỗ nào này? Tì nằm ở giữa. À. Ngay đăng điền. Ngay đăng điền luôn. Đó là cái đóng cái tim ra đó. Bây giờ cái tập nó làm sao? Bây giờ anh sẽ thấy anh ra cái cục ra ngoài cái ban công thì sẽ chỉ cái trước đó. Ra cái ban công này, ra mở ban công này, mở cửa ra ngoài. Đẩy ra mạnh đó. Nó tôi đang thấy, tôi để tôi quay cái khúc này để về anh nhớ lại cái bài nè. Nè anh coi khi tập nè, anh ý nè, anh hai tay chấm hai tay vô rồi anh ấy sát vô rồi anh rờ từ dưới nè, cái hiệu tức là cái đúng đúng ở đây tôi đặt điều là dưới thì sáu thốn rờ chứ nhá, sáu thốn thì là sáu ngón tay. Cái điểm đó anh kia tròn cái xôi, anh tròn cho nên nghiêng người anh lấy tay trời ai đứng ngắt không, cái điểm sáu thốn đó là một điểm. Điểm thứ hai nóng vậy đấy, nóng nè, cái ngựa này chống cái gót, chống cái gót đó anh rờ cái đúng không ngắt thấy không, khiến nó đi đó. Rồi bây giờ anh nắm cái bên này nè, nè xô này dở cái chân này nè, rồi anh rờ bên phải của anh đó, chỗ cái gan này gan kính chứ nhá, vừa xô bên này giờ rờ bên này chứ nhá, đó thấy không, đó cái chữ quen rồi đó, xô hay là mình anh chỉ nghiêng đó mới xô, anh nghiêng cái trọng lượng vô cái này nó cứng ha, nhưng mà tay thì không để mà không có gọng, anh té anh dịnh anh dịnh cho thôi, mới anh còn là sai đó đó, mình kiếm cái chết mẹ thôi, người ta đâu dùng được nè, anh chống luôn nó hả, nè cái tay nè để vậy thôi, nó thôi nè, chịu trọng lượng, cái tay anh chịu trọng lượng thôi, rồi anh rờ đi nó cứng, nó không có dùng lực, nó mình về anh làm lòng rồi là một anh về coi anh cảm nhận lại cái đó đi, anh tập cái ngàn lần mới được. Khí là nó không có dùng lực, khí là gì, là nó chống lại sức hút trên đó. Anh nghiêng gì cái chất hút nó kéo xuống là cái khí nó chống lại liền, cái tay không dùng lực. Khi đứng vậy, thấy không? Này nghiêng cái này rồi, cái này tôi dịnh tay nó khỏi té chứ không có dùng lực, cái này tôi bị té thì dịnh. Ok. Nhưng mà nó có lực. Cái mà bỏ cái lực mới là cái khó. Này bỏ lực nè, anh chống. Thấy không? Nó có lực đó. Hồi nãy anh xô dưới nè, cái trọng lượng anh đè anh đo ở đây là khoảng 30 kg, đây cái trọng người nặng mà. Mà cái tay không có lực chứ. Nhưng mà rồi nó làm điểm cứ ngay. Anh rồi đi. Bây giờ mới cách tập như này nè. Cái này còn tập 6 tiền 36 cái. Bây giờ chúng ta dạy chỉ cách rồi anh bắt đầu đứng lên tập. Cái đăng điền xoáy 36 cái là cái gì? Bây giờ ngày xưa anh nghe nói vận khí 36 dòng cái gì? Yeah, anh không đâu có hiểu. Anh tưởng nó ngồi vận khí không có, nó tập cái cục này lồi lên 36 lần. nghe tôi thực hành chết cha tôi luôn á thì khí nó mới chạy. Đây là cái rúng. Chỗ này khi tôi làm cho nó lồi lên cái là nó cứng, cứng, xong cứng này, nó theo cái dòng này. Nếu phía trước đây là rúng, bên này, rúng này,
đưa bên đây 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 đó đây nè đó vậy đó. Thì bây giờ đầu tiên nó theo quy luật đó, độ cứng số 1 cứng như thế này, cái này là của thận nghiêng trước là nó cứng đây, cứng bên này là tương nghiêng bên này, giật nghiêng bên này, nghiêng bên này, cái này là ngửa ra, cái này nghiêng bên này, nghiêng bên này. Bây giờ tôi làm bốn cái điểm này nó sẽ cứng theo trình tự là một, nó thành nó đi nhỉ, thấy không, thấy một đường vòng. Cứng, tức là cứng, đi cứng. Đi theo chiều kia đồng hồ 36 lần, xong tôi đừng nhả là 24 lần. Mà cách làm sao nó cứng là anh phải kiểm, anh tập cái đó thôi. Khi tập cái này rồi cái đăng điện nó hoạt động, nó rút hồi âm lên liền. Cái tự nhiên nó hút nè. Bây giờ tôi coi cái cạnh, bây giờ muốn cái rúng cứng thì tôi đứng ngoài mà cầm lên nghiêng, đúng không, cầm chỉ chè tay là thành rời với nó cứng này. Nghe không? Chỉ chống này. Cái đó là số 1 là dưới thận, xong cái gan rồi nè. Nè, cái nghiêng một bên tay trái thôi, tôi trở chỗ này nó cứng này. Là cái chỗ là cái điểm của gan cơ. Xong tôi rửa xong tôi nhìn nó con kéo vậy này, là cái rốn tôi cứng. Là nó xem tôi qua. Rồi bên này tôi đè ở đây, tôi dở cái chân này, nó cứng như này. Tập vậy thôi. Mà quen rồi, rửa tôi đứng vậy. Thấy như vậy đó, là cái đằng điện nó xoài. Nó có cái mầm nó xoài vậy. Nó xoay hoài, nó hút khí vô. Khí nó vô cái chỗ này. Cái này lý thuyết thì khi cái bụng mình mà khi mình xoay hoài thì cái bụng sẽ lõm xuống, cái da bụng nó sẽ bị lõm xuống nhà, nó dưới mặt trăng này. Nó lõm trước đó là khi nó đẩy rồi hay vậy đó. Mà khi anh làm vậy là cái lỗ đít để tự nhiên nó hóp, tại khi anh bị té cái đít nó hóp vô liền. Anh đứng lên coi, anh đứng lên, đứng này giờ tự nhiên là cái sổ đó. Cái hộ ông tự anh không được chứ đâu không được dùng ý nó hay vậy đó. Bởi vậy cái thằng khí công nó ngu vô đó. Trời xanh là nó tự nhiên anh mà điều khiển nó thì nó không hóp vô. Cái này không nói là không biết đó, anh thấy nó ghê không? Cái hành động mà nó hóp hội âm á là không phải mình lấy cái dùng cái não mình co nó vô một cái phần xạ nó té một cái là cái đó là sự sinh tồn của trời đất nó sanh ra. Khi anh cho anh khỏi té thì trời nó phải có cái khí nó bịt cái lỗ đít nó lại để nguyên khí không thoát ra thì nó mới tồn tại, anh mới bật ngược ngửa vô trong được. Thầy sao cái bài này nó không nói gì đến tỳ này, không nói tỳ gì, tại vì khi anh vận động đó hay vậy đó, đúng không? Bây giờ thằng lao động hồi đó thì tự nhiên cái tỳ cần như cái bao tử tử nó làm với anh lo. Bốn thằng này nó làm được thì tỳ mới hoạt động được nha. Tỳ anh đừng nhắc tới nó, anh cứ làm hồi cái tỳ nó hoạt động, tỳ là cái cuối cùng mấy cái hay vậy đó. Bây giờ anh thấy cái thằng mà không làm vận động đâu có đó, tại vì tiểu đường nó là do cái tỳ nó ra. Không có, bây giờ anh cứ vận động là giờ vận động, nếu mà làm sao mà cái tỳ nó khỏe là hết. Không cần biết nè, bốn cái này mạnh hay thằng này đâu gọi là tứ tưởng nè, tứ tưởng sanh ngũ hành thằng nào thứ năm nè, tứ tưởng sanh ngũ hành. Anh không tập tứ tưởng sao có ngũ hành là năm, số năm.